Xin chào anh em nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách vẽ tủ lavabo treo tường. Thì cái tủ lavabo treo tường này thì mình sẽ vào trong cái phần thư viện này, mục số 1 này. Đây, anh em tìm cho mình mục số 7, tủ lavabo treo tường. Mình sẽ đặt vào. Mình sẽ thay đổi cái kích thước của cái tủ này nhé. Chiều rộng ở đây mình cho nó là 1,5 m. Chiều cao 450, ok. Chiều sâu mình sẽ cho nó là 430. Cả cánh nó phủ ra là 450. Rồi, tiếp theo là mình sẽ vào bên trong cái tủ lavabo này nhé. Đây là cái cấu trúc của cái tủ lavabo cơ bản. Thông thường tủ lavabo ấy thì mình sẽ không sử dụng được các cái vật liệu MDF thông thường, mà mình bắt buộc phải sử dụng cái vật liệu nó gọi là picomat, hay còn gọi là gỗ nhựa đấy. Thì để cho nó chống chịu nước tuyệt đối. Thì đối với cái tủ lavabo này ấy, thì khi mà mình thiết kế thì mình sẽ phải tính toán cái khả năng chịu lực của nó. Bởi vì là cái vật liệu picomat thì nó rất là mềm. Đấy. Thì như anh em quan sát, hiện tại cái hậu của mình ấy, thì mình sẽ sử dụng nó là cái tấm hậu dày 17-18 ly luôn. Và mình sẽ sử dụng cái liên kết ở đây là hậu L, hay còn gọi là hậu cỡ đấy. Nghĩa là ở trên hồi với cả đáy của cái tủ lavabo này mình sẽ chém một góc và mình sẽ ốp trực tiếp cái mặt hậu này vào. Và sau đó mình sẽ sử dụng các cái con vít L, mình sẽ bắn xuyên qua hậu và xuyên vào hồi. Đấy, mình bắn bao nhiêu con cũng được. Thì cái kết cấu này thì nó khá là chắc chắn. Và ra ngoài thì mình sẽ treo cả cái khối tủ lavabo này lên trên tường luôn. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng thêm một số các cái phụ kiện cho cái tủ này. Ví dụ như là giá đỡ lavabo chẳng hạn, hay còn gọi pad treo đấy. Thì mình sẽ search hình ảnh của nó nhé. Đây, giá treo lavabo cơ bản nó sẽ là như thế này. Nghĩa là giá treo này thì mình sẽ bắt trực tiếp vào cái phần hậu này, và nó sẽ đỡ cho mình toàn bộ cái tải trọng của cái mặt đá ở trên. Còn cái thùng lavabo này chỉ cần nó đỡ được cái tải trọng của bản thân nó thôi là được. Tiếp theo là mình sẽ vào chia ngoài để mình chia công năng cho nó nhé. Ở trong cái phần chia ngoài này thì mình đã chia sẵn hai cái khoang này rồi. Thì cái khoang ở trên này nó đang có cái chiều cao là 45 ly. Thì ở đây thì nó là cái khe móc âm rộng 25 ly, và cộng thêm một cái thân mặt đá nữa nó cạp vào. Bởi vì là thông thường cái mặt đá của mình nó sẽ phủ lên cái tủ lavabo này, và cái mặt trước nó sẽ cạp thêm 2 phân mặt đá nữa. Thì ở ngoài khi mà mình sử dụng thì nó sẽ là 4 phân. Đó. Mình sẽ chia cái khoang ở dưới này nhé. Mình sẽ chia nó thành 3 ô trống trước. Ví dụ ở đây là mình sẽ sử dụng cái chậu lavabo đặt ở giữa này. Thì cho nên là ở giữa mình sẽ không chia được ngăn kéo nhé, bởi vì ngăn kéo thì nó sẽ bị va chạm với cả cái siphon của cái chậu rửa. Đấy, cho nên là mình sẽ chia ngăn kéo ở hai bên. Mình sẽ nhập kích thước cho cái ngăn kéo hai bên này. Ví dụ ở đây cho nó là 400 thôi. 450 đi. Khóa lại. Bên này cũng vậy. 450. Khóa lại, và mình sẽ chia thành hai hộp kéo nhé. Bên này cũng vậy. Hai hộp kéo. Ở giữa này mình sẽ chia nó là cửa đôi. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ vào chia trong để mình chia công năng cho nó nhé. Chia trong ở đây mình sẽ chia cho nó hai cái hồi. Ok. Cái hồi này thì nó sẽ nằm ở vị trí nào? Thì cái nguyên tắc ấy là mình sẽ lấy cái kích thước chia ngoài để nhập vào chia trong. Chia ngoài của mình đang nhập là cái mặt ngăn kéo là rộng 450. Đấy, cho nên ở đây chia trong ấy thì mọi người quan sát này. Cái mặt ngăn kéo này nó đang phủ lên một thân hồi trái, với cả nó sẽ phải phủ lên một thân hồi giữa này nữa. Thì cho nên là bên trong đây nó sẽ là 450 trừ đi 26. Một thân ván giữa thì mình cứ lấy tròn nó là 26 nhé. Đấy, thì nó sẽ vào giữa. Mình có thể bật cam chốt lên để mình quan sát. Rồi. Tương tự bên này cũng như vậy. Mình có thể lấy luôn cái giá trị ở cái bên trái này này, 424. Rồi. Ở đây mình có thể là bật thêm liên kết cam chốt giữa cái hồi giữa này với cả cái hậu nhé, để cho nó tăng độ cứng của cái tủ, với cả để cho nó định vị cái vị trí mà mình lắp cái hồi giữa luôn. Đấy, thì mình sẽ vào mặt cạnh nhé. Mình sẽ chọn vào cái hồi giữa này, sửa cam chốt, chỉnh sửa. Cái cạnh đằng sau thông thường nó sẽ là cạnh số 4 nhé. Anh em mà không biết nó là cạnh bao nhiêu thì mình sẽ bật hiện cạnh số lên. Ở đây mình sẽ bật cạnh số 4. Rồi. Tương tự cái hồi giữa còn lại cũng như vậy. Chỉnh sửa. Cạnh số 4 bật lên.
Tiếp theo đến là cái xử lý cái phần cánh. Phần cánh này thì đối với các cái cánh nhỏ nhỏ này thì thông thường mình hay sử dụng các cái núm hoặc là các cái tay nắm nó nhỏ nhỏ thôi. Hoặc anh em có thể sử dụng khe móc âm cũng được. Ở đây mình sẽ sử dụng cái núm đi. Núm thì ở đây mình sẽ vào cái phần thuộc tính nhé. Mình chọn phụ kiện này. Mình sẽ vào phần nhóm tay nắm này. Đây, núm gỗ này. Anh em sẽ chọn cho mình nhé. Đấy, thì lập tức là nó sẽ thêm cho mình các cái núm vào cái vị trí thích hợp. Và nó sẽ khoan sẵn cho mình các cái lỗ để sau này ra ngoài mình chỉ việc bắt cái núm vào trên cánh thôi nhé. Rồi, ok.